Kính thưa các khán thính giả của Vietnam Defend, trong bản tin 19 giờ ngày hôm nay ngày 10 tháng 1, chúng tôi sẽ gửi tới các bạn những diễn biến mới về tình hình Kazakhstan. Tính đến ngày 7 tháng 1, mưu toan tiến hành của cách mạng sắc màu ở Kazakhstan được đánh giá là đã thất bại thảm hại và những kẻ chủ mưu đang dần lộ diện. Có một điều đặc biệt là, xem ra lần này không giống như chúng ta vẫn thường nghĩ về khả năng Mỹ là kẻ chủ mưu số 1 trong các phi vụ đảo chính lật đổ. Thay vào đó, đây là kết quả của sự phản bội ngay trong nội bộ của Kazakhstan kết hợp với đại đệ tử của nước Mỹ. Mỹ cũng góp một phần trong khối liên minh ma quỷ này nhưng không hẳn là chủ chốt. Theo trang mạng South Phong, hành động can thiệp của các thế lực nước ngoài vào biểu tình hòa bình ở Kazakhstan đã bị Tổng thống Tokayev công khai vạch trần. Đồng thời, ông này cho rằng giá khí đốt tăng mạnh là kết quả của sự thông đồng giữa một số quan chức chính phủ và của các doanh nhân có liên quan đến vốn nước ngoài. Mà cụ thể ở đây chính là người Anh, đồng minh số 1 của nước Mỹ. Người Anh hiện là cổ đông chính của lĩnh vực dầu khí, nơi cung cấp cho họ nhiều phương tiện khác nhau để buộc giới lãnh đạo Kazakhstan tăng mạnh giá khí đốt và kích động các cuộc biểu tình vào đúng thời điểm. Phân tích diễn biến của các sự kiện vừa qua có thể giả định rằng các cuộc biểu tình ôn hòa ở Kazakhstan là một phần trong hoạt động chung của cơ quan tình báo Mỹ Anh. Nhưng bên thực hiện chính, chủ yếu là người Anh và chủ chốt là cơ quan tình báo Mi-6. Mi-6 vốn là cơ quan có nhiệm vụ cung cấp cho chính phủ Anh những thông tin tình báo nước ngoài và hoạt động dưới sự chỉ đạo chính thức của Ủy ban Tình báo Chung. Mi-6 luôn tiến hành các chiến dịch tình báo mật trên toàn thế giới. Nếu âm mưu đảo chính gần đây ở Belarus được điều phối từ một trung tâm Mi-6 được triển khai ở Warsaw, thủ đô của Ba Lan, thì lần này Kiev lại là địa điểm chính cho các dịch vụ mờ ám của tình báo Anh. Kết quả là hai khu nhà dành cho Mi-6 đã được thiết lập ở Kiev để lên kế hoạch đảo chính ở Kazakhstan. Các nhân vật chính của phe đối lập Kazakhstan hiện cũng đang tụ tập ở Kiev. Trong số này có Mukhtar Ablyazov, một nhà tài phiệt đào tẩu gần đây đã tuyên bố sẵn sàng lãnh đạo phe đối lập ở Kazakhstan. Mukhtar Ablyazov vốn là cựu chủ tịch của ngân hàng Turan Alem, tức ngân hàng BTA. Ablyazov đã bị truy tố về tội biển thủ ngân hàng BTA tới 20 triệu đô và bị kết án 20 năm tù vào năm 2017, nhưng ông ta đã đào tẩu khỏi Kazakhstan. Năm 2018, phong trào sự lựa chọn dân chủ của Kazakhstan, viết tắt là DVK, của Ablyazov đã bị coi là một tổ chức cực đoan và bị cấm ở Kazakhstan vì họ lên kế hoạch giành chính quyền thông qua các cuộc biểu tình có tổ chức vào năm 2019. Trong các cuộc biểu tình biến thành bạo loạn ở Kazakhstan, Ablyazov đã kêu gọi những người biểu tình phối hợp hành động với trụ sở của DVK đặt ở Ukraine. Những người ủng hộ phe đối lập làm đảo chính cũng được tìm thấy trong ban lãnh đạo Kazakhstan cũ, bao gồm một số chỉ huy an ninh và quân đội. Điều này được chứng minh bằng việc những phần tử cực đoan nhanh chóng chiếm giữ một cách hòa bình trụ sở Ủy ban An ninh Quốc gia ở Almaty, bao gồm một kho vũ khí lớn. Và vụ bắt giam sau đó vào ngày 6 tháng 1 đối với cựu lãnh đạo Ủy ban An ninh Quốc gia Kazakhstan Karim Maximov cùng nhiều quan chức khác với tội danh phản quốc. Theo kênh DVK của Đức, cựu lãnh đạo Ủy ban An ninh Quốc gia Karim Maximov đã bị sa thải hồi đầu tuần khi các cuộc biểu tình nổ ra khắp cả nước. Các nhà chức trách hiện cho biết Maximov và một số quan chức khác hiện đang bị giam giữ. Ông Maximov, một đồng minh thân cận của cựu tổng thống 81 tuổi Nazarbayev, từng hai lần giữ chức thủ tướng Kazakhstan. Bằng những nỗ lực chung, các lực lượng ở Kazakhstan và phe đối lập ở Ukraine cùng với các cố vấn phương Tây đã mở đường cho việc khởi động cách mạng sắc màu ở nước này, bao gồm cả việc kích động sự bất mãn của dân chúng. Cuộc cách mạng sắc màu ở Kazakhstan được dự kiến sẽ nổ ra vào mùa xuân năm 2022, nhưng tối hậu thư của Nga và Mỹ đồng ý đàm phán đã buộc tình báo Anh Mi-6 phải nhanh chóng hành động. Kết quả, bạo loạn ở Kazakhstan đã diễn ra theo đúng kịch bản Ukraine, điều khác biệt duy nhất là nó đã thất bại. Rõ ràng, các thế lực đảo chính đã đặt cược vào Tổng thống Tokayev, người trong ngày đầu tiên của cuộc biểu tình biến thành bạo loạn đã hành xử đúng như những gì mà những kẻ chủ mưu mong đợi. Là một nhà ngoại giao chuyên nghiệp, ông Tokayev đã cố gắng giải quyết khủng hoảng thông qua thương lượng. Vào hai đêm mùng 4 và mùng 5 tháng 1, khi các cuộc đụng độ trở thành bạo lực và các cơ sở chiến lược ở thành phố Almaty bị chiếm giữ, cũng như sau cuộc đàm phán với hai tổng thống Putin và Lukashenko, Tổng thống Tokayev đã thay đổi chiến thuật và phản ứng cứng rắn đối với các tổ chức khủng bố được chỉ đạo từ nước ngoài. Ông Tokayev cũng thay thế cựu tổng thống Nazarbayev làm chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia và nắm toàn quyền điều hành quân đội. Theo kịch bản Ukraine, Tổng thống Tokayev sẽ bỏ trốn khỏi đất nước và nhóm của Ablyazov sẽ ngay lập tức đến sân bay Almaty để lãnh đạo một cuộc cách mạng sắc màu khác. Cũng theo kịch bản Ukraine, dinh thự của cựu Tổng thống Nazarbayev ở thành phố Almaty đã bị đốt cháy và tin tức giả mạo về việc
Tổng thống Tokayev trốn khỏi đất nước đã được truyền thông lan truyền. Ngoài ra, những kẻ bạo loạn còn được một số quan chức an ninh tiết lộ thông tin về một kho vũ khí trong tòa nhà từng là dinh thự của Tổng thống Nazarbayev, nơi chúng đã tìm thấy ít nhất 95 khẩu AK-74. Sân bay Almaty là mục tiêu cuối cùng của những người biểu tình. Ngay sau khi một số nhà ga bị phá hủy, một chiến dịch chống khủng bố đã được phát động và sau đó là các cuộc đụng độ với lực lượng an ninh ở ngoại ô thành phố. Chiến dịch của những người biểu tình nhằm chiếm lấy sân bay quốc tế Almaty đã bị thất bại. Kết quả của cuộc giao tranh là hơn 30 tay súng cực đoan đã bị thiệt mạng. Ngay sau khi bắt đầu chiến dịch chống khủng bố, lãnh đạo Ủy ban An ninh Quốc gia Kazakhstan đã bị thay thế. Kết quả là những kẻ phản bội địa phương phối hợp với trung tâm chống đối ở Kiev và các giám sát viên nước ngoài từ London đã hoàn toàn thất bại trước các biện pháp kiên quyết mà ban lãnh đạo hiện tại của Kazakhstan thực hiện với sự hỗ trợ hiệu quả của các nước thành viên CSTO. Ngày 8 tháng 1 đánh dấu bước ngoặt cuối cùng, cuộc đảo chính ở Kazakhstan đã thất bại. Tại hầu hết các thành phố lớn của Kazakhstan, tình hình đã được bình ổn. Cũng trong ngày 8 tháng 1, việc triển khai lực lượng CSTO đã bắt đầu. Mục tiêu chính của sứ mệnh gìn giữ hòa bình CSTO là bảo vệ các cơ sở chiến lược. Lãnh đạo Kazakhstan tuyên bố, lực lượng gìn giữ hòa bình CSTO sẽ không tham gia vào việc bảo vệ trật tự công cộng hoặc trong việc bắt giữ những người biểu tình manh động, tội phạm hoặc cướp bóc. Theo thông tin có được từ mạng sao phông, tổng số binh sĩ của lực lượng gìn giữ hòa bình CSTO tại Kazakhstan sẽ lên tới 4.000 người. Việc các quốc gia thành viên CSTO thực hiện nghĩa vụ đồng minh với Kazakhstan theo Hiệp ước An ninh Tập thể năm 1992 đã gây ra phản ứng điên cuồng ở phương Tây. Trước ngày 6 tháng 1, chính quyền Mỹ đã tỏ ra kiềm chế, không đưa ra tuyên bố gay gắt nào liên quan đến tình hình ở Kazakhstan. Ủy ban châu Âu ở Bruxelles và người Anh đã hành xử mạnh mẽ hơn trong các tuyên bố của họ, nhưng không đe dọa trực tiếp. Bắt đầu từ ngày 6 tháng 1, giọng điệu của các nước phương Tây đã thay đổi, các nhà chức trách châu Âu đã chuyển sang đe dọa trực tiếp Kazakhstan và có những tuyên bố xúc phạm tới ban lãnh đạo của đất nước. Phương Tây và các mạng xã hội đã phát động một chiến dịch thông tin lớn, rầm rộ nhằm làm mất uy tín lực lượng gìn giữ hòa bình CSTO. Đến ngày 8 tháng 1, chiến dịch thông tin của phương Tây bắt đầu cáo buộc Nga và Belarus chiếm đóng nước Kazakhstan độc lập. Trong số các chính trị gia nước ngoài tích cực tham gia chiến dịch này có cựu đại sứ Mỹ tại Moscow Michael McFaul, nghị sĩ Quốc hội Ba Lan Mitja Szczerba và doanh nhân Thụy Điển Anders Isden, người đang sinh sống ở Ukraine. Lập trường của Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia tự xưng là trung tâm của thế giới nói tiếng Thổ, rất đáng được chú ý. Trong những năm gần đây, ban lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ đã chi hàng tỷ đô la, trong đó có nguồn lực khổng lồ cho việc đào tạo những tầng lớp tinh hoa mới của Kazakhstan thông qua các chương trình giáo dục và khoa học. Trước ngày 6 tháng 1, các tổ chức công quyền, truyền thông và quan chức Thổ Nhĩ Kỳ đã bày tỏ quan điểm rất thận trọng trong việc đánh giá các sự kiện ở Kazakhstan. Khi biết rõ cuộc đảo chính đã thất bại và Tổng thống Tokayev nhờ cậy sự giúp đỡ của CSTO, họ đã thay đổi giọng điệu, quay ngoắt 180 độ. Một cuộc họp khẩn cấp của các bộ trưởng ngoại giao của Tổ chức các quốc gia sử dụng tiếng Thổ dự kiến diễn ra vào ngày 11 tháng 1 tại Thổ Nhĩ Kỳ. Trong không gian truyền thông bằng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, có một luồng tư tưởng lớn nhằm mục đích tạo ra sự cuồng loạn chống Nga trong xã hội dân sự. Tổng thư ký của Tổ chức Người Kazakhstan ở Thổ Nhĩ Kỳ Okutan tuyên bố, chúng tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho Tokayev, kẻ đã đưa quân đội Nga và Armenia diệt chủng đến quê hương của người Thổ Nhĩ Kỳ ở Kazakhstan để bảo vệ quyền lực của hắn. Hiện đang có tranh cãi trên các mạng xã hội về hành động của Nga ở Kazakhstan. Có nhiều người e ngại rằng Tổng thống Putin có thể sẽ lợi dụng việc triển khai binh sĩ gìn giữ hòa bình như một cơ hội để mở rộng sự hiện diện của Nga ở Kazakhstan. Việc phương Tây và các thế lực bá quyền khu vực điên cuồng chống Nga cũng là điều dễ hiểu, vì lần này Điện Kremlin đã đi trước một bước, ngăn chặn kịp thời cuộc đảo chính ở Kazakhstan và làm thất bại hoàn toàn cuộc cách mạng sắc màu theo kịch bản Ukraine ở Trung Á. Trong bài viết đăng trên tạp chí Nước Nga trong các vấn đề quốc tế, tổng biên tập Fyodor Kianov đã nhận định chính phủ Nga đã đi trước một bước thay vì để cho đốm lửa nhỏ thiêu cháy cả cánh đồng. Đây là sự phát triển của cách tiếp cận đã được sử dụng cách đây 1.5 năm ở Belarus, khi Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo rằng các lực lượng Nga sẵn sàng can thiệp nếu tình hình nước này trở nên tồi tệ hơn. Lần này, Moscow bỏ qua những lời cảnh báo và hành động ngay lập tức khi thấy rằng chính phủ Kazakhstan khó có khả năng cầm cự trước những làn sóng biểu tình bạo loạn. Đây là lần đầu tiên Nga sử dụng một thể chế mà nước này kiểm soát để theo đuổi các mục tiêu chính trị riêng. Rõ ràng là lực lượng gìn giữ hòa bình CSTO được triển khai tới Kazakhstan sẽ chủ yếu là quân đội Nga. Trước hết, điều đó đảm bảo phản ứng hiệu quả. Việc sử dụng thương hiệu CSTO cũng sẽ mang lại cho Moscow nhiều cơ hội hơn và đồng thời cũng biện minh cho sự tồn tại của liên minh này. Theo kênh DW của Đức,
khi Moscow không vận binh sĩ gìn giữ hòa bình đến Kazakhstan hôm 6 tháng 1 để giúp chính phủ ở đó dập tắt các cuộc biểu tình bạo loạn. Hoạt động này cũng nhằm đảm bảo lợi ích của chính nước Nga. Nikolai Petrov, một chuyên gia Nga về các vấn đề chính trị, nói với DW rằng tình hình bất ổn ở Kazakhstan là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với nước Nga, một phần vì biên giới Nga-Kazakhstan không được bảo vệ đặc biệt tốt vì chiều dài của nó. Liên bang Nga và Kazakhstan có đường biên giới chung dài tới gần 7.000 km. Nhưng không chỉ độ dài của biên giới chung mới là vấn đề, còn có các cơ sở quan trọng khác, bao gồm bãi bắn thử tên lửa Kapodinyak, một phần nằm ở Kazakhstan, và nhiều nhà máy sản xuất vũ khí trong và gần dãy núi Ural. Kazakhstan được thừa kế sân bay vũ trụ Baikonur từ Liên Xô mà Nga đang thuê với giá 115 triệu đô một năm. Về mặt địa chính trị, Nga luôn coi Kazakhstan là sân sau quan trọng nhất của mình ở Trung Á. Kazakhstan cũng là nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ lớn nhất, giàu có nhất ở Trung Á và cũng có quan hệ gần gũi nhất với Moscow. Kazakhstan cùng với Nga và Belarus đã thúc đẩy việc thành lập Liên minh Kinh tế Á-Âu vào năm 2015. Theo số liệu chính thức, du học sinh người Kazakhstan là nhóm lớn nhất trong số sinh viên nước ngoài tại các trường đại học ở Nga trong năm 2020 với hơn 60.000 người. Trong các cuộc khảo sát do trung tâm Levada của Moscow thực hiện, khoảng 1/3 người Nga đánh giá Kazakhstan là quốc gia thân thiện thứ hai sau Belarus. Suy cho cùng, tình hình bất ổn ở Kazakhstan vẫn là một cơn ác mộng đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Điện Kremlin gọi những sự kiện ở Kazakhstan là cách mạng sắc màu, được mô phỏng theo cách mạng hoa hồng ở Georgia và cách mạng cam ở Ukraine, và cáo buộc phương Tây đã dàn dựng chúng. Bản tin ngày hôm nay tới đây là kết thúc. Các bạn thấy hay, hãy cho chúng tôi một like, comment, chia sẻ, đăng ký và nhấn chuông để ủng hộ kênh. Cảm ơn các bạn.